Hello, hello các anh em. Anh em nào muốn mua máy thanh lý giá rẻ nha, anh em muốn mua máy giá xỉ thì anh em hãy xem video này của bên em anh em nha. Hôm nay em sẽ quay video và bán cho anh em những con máy giá xỉ luôn anh em. Có những cái giá này thì ra ngoài cửa hàng không ai bán cho anh em cái giá này đâu. Chỉ có hôm nay lên video cửa hàng chúng em mới bán cho anh em với cái giá này đấy anh em nhá. Rất là ưu đãi luôn. Hôm nay có máy to có này, có máy vừa có này, có máy nhỏ có này. Và hôm nay có hai chiếc máy cưa anh em nhá. Hai chiếc máy cưa. Đây là lô này là máy cưa mới hết anh em nha. Máy cưa và máy cắt cỏ mới chứ không phải là máy bãi Nhật đâu nhé anh em nhá. Không phải là máy cũ đâu ạ. Nên là anh em nào tham khảo, anh em cảm thấy ok thì anh em mua nhé anh em nhá. Những con máy này thì nó là hàng máy mới tinh đập trong thùng đổ ra. Máy mới tinh đập trong thùng đổ ra anh em nha. Hôm nay thì em bán cho anh em với cái giá xỉ. Những cái giá này là giá xỉ anh em nhá, chứ không phải là giá bán ngoài tại cửa hàng đâu ạ. Đấy, anh em không tin anh em cứ ra ngoài cửa hàng anh em tham khảo đi, xem là ngoài cửa hàng người ta dám bán cho anh em cái giá này không ạ. Đấy. Và đánh dấu ký tự ngày hôm nay của bên em này là S1 này, S2 này, S3, S4, S5, S6, 6 cái S nha anh em nhá. Em đánh dấu cái ký tự này để cho anh em thuận tiện khi anh em đặt hàng. Ví dụ là anh em ưng cái con S1 này này nhưng mà không biết tên con máy là gì, đặt hàng bên em thì nói nó cũng rất là khó khăn. Anh em chỉ cần bảo là em muốn mua con S1 hoặc là em muốn mua con S2 là được anh em nhá. Và cho em xin thông tin địa chỉ là em sẽ ship đến nhà cho anh em. Vâng, và đây là giá thành của cây máy này. Đây là giá thành của cây máy nhá, em công khai giá luôn cho anh em. Đầu tiên là con S1 này. Con S1 là một chiếc máy cưa xích, con này là hàng máy cưa mini để cho anh em leo trèo trên cao cắt cành kể nhà anh em bán có 1.250.000 thôi anh em ạ. Bên em bao ship luôn cho anh em nhá. Giá này anh em ra ngoài cửa hàng không ai dám bán cho anh em giá này đâu. Nên là anh em muốn mua ấy thì hãy mua giá rẻ thì anh em mua ở bên cửa hàng chúng em nhá. Em sẽ ship tới nhà cho anh em luôn. Lam con này sẽ dài 30 cm nha. Đó, đây hàng máy cưa mini này. Rất là nhỏ gọn, anh em đèo trò trên cao cắt cành tỉa nhánh, cắt những khung gỗ bằng bắp tay, bắp chân, bắp đùi rồi bằng cái phích nước đổ lại. Con này sử dụng là hai ốc chân lam đó, 1.250.000 anh em nhá. Rồi em tổng cho nghe này, đấy anh em thấy ok cho anh em đó. Vâng, và máy nhỏ thì anh em không có nhu cầu thì anh em muốn mua cái con mà máy to đây. Đó. Máy to đây, con này thì nó là 1.500.000 anh em nhá. Con này thì máy to để cắt hạ gốc cây, con này là đến từ nhà thương hiệu Nakata. Làm con này thì nó là dài 55 cm. Nòng là 45 mm, giá 1.500.000 anh em nhá. Chụp dần là chụp dần trợ lực này. Đây sử dụng là hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 13. Đó. Anh em là nếu mà anh em muốn máy to để về khai thác đây anh em thì anh em lấy cho em cái con 1.500.000 này anh em nhá. Con này là giá xỉ đấy anh em, 1.500.000 là giá xỉ nhá. Bên em bao ship cho anh em tới nhà luôn. Đấy, bán bao ship luôn anh em để cho anh em đặt hàng cho nó tin tưởng. Đó. Giá này giá xỉ, ra ngoài cửa hàng người ta đang bán con này tầm 2.000.000 đến 2.500.000 đấy anh em. Nhưng mà hôm nay em lên live bán giá xỉ cho anh em thôi. Con này thì máy to nhá. Con này thì nó là máy to để khai thác. Con này là máy to để khai thác. Hôm nay em bán có 1.500.000 thôi anh em ạ. Em bán giá xỉ cho anh em 1.500.000. Anh em nào cần thì nhấc máy ngay, gọi ngay cho bên em nhá. Đây là hai chiếc mẫu máy cưa bán thanh lý cho anh em, bán giá xỉ để cho anh em về sử dụng. Một con là 1.250.000 và một con là 1.500.000. Hai con là S1 và S2 nhá anh em nhá. Anh em lưu ý đọc cho em cái mã như thế. Vâng, và bây giờ là qua bốn con máy cắt cỏ này. Bốn con máy cắt cỏ nhá. S3, S4, S5, S6. Anh em nào muốn mua máy cắt tỏ để về cho anh em đập phát cước rẫy nương nhiều nhá, thì anh em hãy tham khảo bốn con máy này. Bốn con máy này đang bán cực kỳ chạy tại cửa hàng chúng em. Hôm nay bán cho anh em giá là siêu ưu đãi, siêu hấp dẫn luôn. Rồi, đầu tiên là một con máy này. Con này là nòng 36 ly nhá. Con này là nòng 40 ly. Con này là nòng 41 ly và con kia là nòng 44 ly. Đấy, anh em lưu ý hộ em ạ. Em đã ghi rõ ở đây rồi này. Em đã ghi rõ rồi nhá. Con này là nòng 36 ly. Cho anh em về cắt dao, cắt gia đình nhá. Con này nói chung là hàng máy nhỏ, hàng tầm trung. Con này em bán có 1.500.000 thôi anh em. Em bán có 1.500.000 thôi và bên em bao ship cho anh em luôn. Rất là yên tâm cho anh em. Nòng 36 ly S3 nha anh em nhá. Máy là thương hiệu Fukiwa này. Máy mới 100%, nòng 36 ly, công suất là 33cc. Sử dụng côn là côn to luôn nhá. Tum là tum rời. Đấy, tum là tum rời nhá. Tum là rời luôn với cục máy, với phần cần nó khác nhau nha anh em nhá. Rời ra nhau được. Đấy, tay ga là tay ga bộ như thế này đây. Chán cỏ là rất là to nha anh em nhá. Con này em bán có 1.500.000 thôi anh em. Anh em không lấy bên em thì còn lấy bên nào nữa. Giá thành thì anh em tiếp cận là cực kỳ nhẹ nhàng rồi. Rất là nhẹ nhàng rồi anh em nhá.
1,5 triệu cho một chiếc máy nòng 36 ly thương hiệu Fukiwa này đây, ra ngoài cửa hàng á, người ta chém con này cho anh em phải tầm khoảng 2 củ là ít nha anh em nhá. 2 triệu là ít. Nhưng mà hôm nay bên em bán cho anh em có 1,5 triệu thôi. Đấy. Đó. Đây, cho anh em nghe tiếng máy này. Một củ rưỡi cho con S3 này đây. Một chiếc máy cắt cỏ rất là chất lượng nha. Chân trống là chân trống sắt này. Tum côn này nó làm rất là dày dặn và chất lượng luôn anh em nha. Vay phần cùm cần này. Phần cùm cần này, anh em nhìn thấy chưa? Sử dụng 4 con ốc này rất là to nha anh em nha. Cực kỳ chắc chắn rồi. Con này em bán là 1,5 triệu cho con S3. Vâng, và nếu mà anh em muốn máy to thì hãy tham khảo đây. Anh em nào về đập phát cước rẫy nương nhiều. Đầu tiên là con máy S4 nòng 40mm. Con này tên thương hiệu là hàng Kaiper nha anh em nha. Hàng Kaiper công nghệ của Nhật Bản và lắp ráp tại Việt Nam anh em nha. Tích hợp chụp giật trợ lực nòng 40mm, công suất là 41cc. Em đang bán con này cho anh em có một củ 950 thôi. 1,950,000 nha anh em nhé. Và dòng này em bao ship cho anh em luôn. Bao ship cho anh em luôn. Hàng này thì nó lấy thương hiệu, nó lấy ý tưởng của con máy Huvana 541 đấy. Nòng, vòng tua máy cũng như là độ máy giống nó y hệt nhau. Nổ rất là khỏe luôn anh em. Dòng này tiết kiệm xăng lắm anh em nha, chứ không có hao xăng đâu anh em. Em đang bán con này có 1,950 thôi anh em. Anh em lấy con này về đập phát cước thì rất là ổn nhá. Anh em ở khu vực Tây Nguyên ấy, ở khu vực Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, anh em rẫy nương nhiều, hoặc là anh em ở khu vực trên vùng cao ấy. Đấy, bây giờ ra ngoài cửa hàng người ta bán cho anh em con này phải tầm khoảng 3 triệu là ít. 3 triệu là ít nha anh em nha. Hôm nay em bán giá sỉ cho anh em luôn. Con này em bán 1,950 thôi. Đó, và bên em thì cửa hàng chúng em là anh em biết rồi, bảo ăn rất là uy tín từ lâu nay rồi đúng không anh em? Anh em đã theo dõi kênh của chúng em là anh em biết rồi. Máy móc đây, giá thành thì rất là hợp lý cho anh em dễ dàng tiếp cận nha. Hàng này là côn, là côn to này, tum là tum lớn nha anh em nhé. Đấy, tum với cục máy nó sẽ rời ra nhau. Dòng này bao cho anh em là rất là lợi xăng và nổ không khác gì khỏe bằng, nổ không khác gì một chiếc máy hàng Huvana 541 bây giờ giá là hơn 6 củ. Đấy, đây em đang bán rất là nhiều, đang đóng hàng gửi đi đây. Anh em sử dụng tin tưởng và lấy dòng này rất là nhiều nha anh em nhé. Hàng ngày em bán có 1,950 thôi, nòng 40mm nhé anh em nhé. Anh em về đập phát cước thì lấy cho em con này nhé. Đều là sai. Máy nổ khỏe không? Nổ rất là khỏe luôn anh em nhé. Đấy. Rồi, con S4 này em đang bán là 1,950 nha anh em nhá. Đây cho anh em nhìn chi tiết phần máy này, từ phần đầu bò này. Đầu bò là đầu bò chống cuốn cước đoàn, chống cuốn dây đoàn hoàng luôn anh em nhá. Đó. Hàng thương hiệu Kaiper, 1,950 cho một chiếc máy này đây. Rồi, và anh em nào muốn máy nòng lớn nữa thì này, nòng 40 vẫn chưa đủ thì hôm nay lên cho cả một con máy nòng 41 ly nhá. Con này là nòng 41 ly ạ. Nòng 41 ly, hàng này là 543 nha anh em nhá. 543, hàng Huquama 543, nòng của nó là 41 ly nha anh em nhá. Em đang bán con này là 2,2 triệu cho một chiếc máy này đây. 2,2 triệu cho một chiếc máy này nha anh em nhá. Đó, G543 này anh em, nòng 41 ly. Để cho anh em về sử dụng, tay ga là tay ga cải tiến này, bóp cả ngày không biết mỏi luôn anh em nha. Họ quay phần đầu bò, được biết đầu bò của nó cũng là đầu bò chắn cuốn cước luôn. Đấy, chống cuốn dây đầy đủ hết anh em. G543 cho một chiếc máy đây, có cái logo HV nó làm ở trên phần đỉnh này anh em nhé. Con này em đang bán là 2 củ 2 thôi nha, và bên em bao ship cho anh em. Tum vẫn là tum lớn nha anh em nhé, tum côn là tum côn lớn này để cho anh em về sử dụng. Máy là máy mới 100%, nếu mà anh em về sử dụng đập phát cước rẫy nương nhiều thì anh em lấy con này về mà xài nhé anh em nhé. Đó, đủ cho anh em nghe qua này. Đấy, con này là 2,2 triệu cho con nòng 41 ly, một con máy G543. Anh em có thể tham khảo qua con này anh em nhé. Đây, và một chiếc cuối cùng là một con máy S6. Con này thì nòng của nó lên đến 44 ly luôn anh em. Con này em bán cho anh em có 2,7 triệu thôi anh em.
Đấy, con này là hàng KJ53 nhé anh em nhé. Công suất là 53cc, nòng của nó là 44mm. Đấy, một con này thì nó lấy ý tưởng một con máy TJ53 đấy anh em. TJ53 máy là tua vòng cũng là chế hai họng đầy đủ luôn anh em nhé. Nòng rất là lớn, con này để cho anh em về phát thuê phát mướn rây nương chuyên nghiệp. Con này ngoài cửa hàng người ta sẽ bán cho anh em giá rất là cao luôn, hơn 3 củ khoai là cái chắc. Nhưng mà hôm nay em bán cho anh em là có 2 củ 7 một chiếc thôi. 2 củ 7 một chiếc này thôi anh em nhá. Đây, quay tổng thể cây máy cho anh em này. Con này thì nặng, con này nặng tầm khoảng 9 kg. Đấy. 2,7 triệu cho con máy S6 này anh em nhá. Nòng 44 ly để cho anh em về sử dụng đập phát cước chuyên nghiệp, anh đi phát thuê phát mướn cũng được đấy. Nòng lớn nha anh em nhá, giật này. Rồi và vừa rồi em đã giới thiệu cho anh em là 6 con máy, có 2 con máy cưa này và 4 con máy cắt cỏ. Anh em lấy máy cưa thì em sẽ tặng kèm cho anh em là cái vỏ bao lam và bộ đồ nghề. Còn anh em lấy máy cắt cỏ thì em sẽ tặng kèm cho anh em là lưỡi cắt cỏ, ổ phát cước, chắn cỏ, dây đeo, bộ đồ nghề nhá. 5 món phụ kiện sẽ kèm theo nếu mà anh em lấy máy 4 con máy cắt cỏ. Đấy, anh em lấy con nào thì em cũng đều tặng và phụ kiện như thế anh em nhá. Và anh em mua con nào thì vui lòng đọc cho em cái mã. Đây là cái mã này. Anh em mua con S3 thì báo em con S3, em mua con S4 thì báo con S4. Đó, và em sẽ đóng hàng gửi đi cho anh em chỉ cần cho em thông tin địa chỉ thôi là được anh em nhá. Đó, anh em mua thì cần gọi ngay cho em nhá. Xin chào toàn thể anh em, hẹn anh em video tiếp theo.